dù vẫn trong đôi tay vẫn tin hạnh phúc ngỡ tương lai không bao giờ tình nhà thất bại. Rồi em chào các bác nha. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng nhà em trân trọng gửi đến các bác một bộ karaoke cho anh Lam ở Việt Hòa, Khoai Châu với một bộ karaoke trị giá 35 triệu đồng. Bộ karaoke ngày nay thì anh lên một combo đồng bộ chính hãng của GD Polario kết hợp với một đôi loa bãi của MUF nhé, MK122. Và bây giờ em sẽ cùng đi đến và lắp đặt cho các bác cùng trải nghiệm sản phẩm và cũng như bộ karaoke ngày hôm nay các bác nhé. Không bao giờ tình nhà thất bại. Alo. Chế độ chú thích.